ở trên online và trên Facebook. Tôi luôn luôn nói là phải chọn những cái sản phẩm có lợi nhuận đủ hấp dẫn. Thì đầu tiên là trả lời câu hỏi là sản phẩm và dịch vụ gì, giá vốn là bao nhiêu, viết vào đây giá vốn, tức là ví dụ mình nhập 100.000 mình bán 300.000 thì giá vốn chính là 100.000, giá bán lẻ là 300.000, lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, rồi các cái khoản chi phí cố định, chi phí biến đổi, rồi dự kiến là chạy quảng cáo bao nhiêu tiền một tin nhắn, bao nhiêu tiền một click vào quảng cáo, rồi thì bao nhiêu click thì được một số điện thoại, bao nhiêu số điện thoại được một đơn. Đấy, tiếng Anh nó gọi là CPL, cost per lead, giá của một data là bao nhiêu và tỷ lệ chốt đơn là bao nhiêu. Nếu mà không 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 tính được những cái này thì mình sẽ không nhảy vào bán hàng online được ngay đâu. Đấy. Tiếp tục ạ, thời gian chốt đơn bình quân là bao nhiêu giờ hoặc là ngày tuần, giá trị đơn hàng bình quân của một khách hàng là bao nhiêu tiền, đúng không ạ, tỷ lệ tái mua dự kiến là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu khách hàng sẽ tái mua, giá trị bình quân tái mua là bao nhiêu tiền, và cái giá trị khách hàng trọn đời ở đây là LTV. Giá trị khách hàng trọn đời là một cái thuật ngữ trong kinh doanh mà có khi anh Hùng cũng biết nhưng mà không để ý. Đấy là kể từ lúc khách hàng mua cho đến lúc mà khách hàng không bao giờ quay trở lại mua thì là bao lâu, bao nhiêu lần. Đấy, nếu mình tính được cái giá trị khách hàng trọn đời này thì mình có chi phí ngân sách quảng cáo lớn để mình chi cho nó được. Ví dụ nhá, ví dụ mình giải thích thế này. Khách mua một hộp sữa 400.000 thì đấy là giá trị của một đơn hàng. Thế nhưng mà họ mua hộp sữa đấy xong về họ uống họ thấy tốt, họ quay lại họ mua 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 mua, và trong một cái lần mua như vậy, trong cả một cái vòng đời như vậy thì họ mua tất cả là 10 hộp hay 20 hộp, thì như vậy người ta gọi là giá trị trọn đời. Đấy. Hoặc là một cái hộp sữa cho trẻ con, nó mua từ lúc 12 tháng tuổi đến lúc mà con khoảng 3-4 tuổi nó không uống sữa bột nữa, thì 3 năm, 3 năm mà mỗi tháng uống khoảng 3 hộp, 3 hộp mà nhân với 10, 12 tháng nhân tiếp với 3 năm nữa thì nó rơi vào khoảng 9 nhân với 12 nó khoảng 100 hộp. Như vậy là giá trị khách hàng trọn đời nó là 100 hộp. Đấy. Rồi thì mình phải tính cái chi phí đơn hàng. Tiếng Anh nó gọi là CPO, cost per order. Chi phí cho một đơn hàng thành công là bao tiền? Và chi phí này nó thấp hơn lợi nhuận là mình chiến. Đấy. Mình chiến, ví dụ mình lợi nhuận của mình 200 ngàn và chi phí đơn nó rơi vào khoảng độ nó rơi vào khoảng độ 50 ngàn thì mình lời 100 thì ok, hoặc là chi phí nó rơi vào 150 mình lời 50 vẫn ok. Đấy. Rồi. Một cái vấn đề nữa đấy là làm sao để gia tăng cái chi phí cũng như là giảm cái gia tăng cái giá trị khách hàng trọn đời nhưng mà giảm chi phí. Anh Hùng bán thuốc thì anh Hùng biết rồi là cái tỷ lệ khách hàng tái mua trên cái nhà thuốc của anh nó khá là lớn, và tỷ lệ tái mua trên cái một cái nhãn thuốc mà có truyền thông cũng rất là lớn. Thì làm thế nào để gia tăng được CLV trong phòng khám hay trong nhà thuốc? Thì ngoài chuyện là mình bán thuốc tốt, bán thuốc có hiệu quả, mình tư vấn và mình phải quản lý khách hàng để sau này họ quay lại họ tái mua nhiều. Đúng không? Mình chọn sản phẩm dịch vụ có khả năng tái mua. Rồi, nhà thuốc, phòng khám là đều tái mua hết, cứ ốm đau đều phải tái mua. Đấy, rồi thì các cái bệnh phụ khoa các thứ họ sẽ bị một năm một hai ba lần thì người ta cũng sẽ có khả năng tái mua. Mình sẽ phải quy trình hóa, chuẩn hóa, cung cấp dịch vụ và trải nghiệm khách hàng thật tốt để giúp khách hàng hài lòng và đạt kết quả. Đạt kết quả giúp khám một lần là phải ra bệnh. Chứ còn khám lây nhây vài lần không ra bệnh, thuốc kê về không 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 hiệu quả thì họ sẽ không tái mua mà thậm chí họ còn
lên mạng xã hội họ nói và mình sẽ mất khách. Đấy. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải tốt và hiệu quả cho họ, đúng không? Và chọn đến tập khách hàng có chất lượng, tức là tập khách hàng này nó phải có khả năng chi trả, nó phải có khả năng tái mua, và cố gắng bán thêm những combo sản phẩm dịch vụ, bán chéo, bán thêm, đúng không? Họ vào khám cái này thì mình có thể tư vấn khám thêm cái khác, làm thêm xét nghiệm xong rồi thì đấy lại giới thiệu thêm các sản phẩm về dịch vụ hiếm muộn, mua thêm thực phẩm chức năng. Đấy là những cái mẹo mà mình sẽ tính toán để mình tăng doanh số. Tuy nhiên mình cũng phải tăng doanh số nhưng mà phải có cái điểm dừng, bởi vì nếu mà mình không có điểm dừng thì mình cứ liên tục mình mình cứ upsell nhiều quá thì doanh số nó cũng sẽ tốt, nhưng mà cái hóa đơn của khách hàng nó sẽ cao, và hóa đơn của cái khách hàng cao ấy thì lúc này thì người ta sẽ thấy là ở bên mình bán đắt rồi, bên mình cố chèn cố thế này kia thì người ta sẽ sợ, và khi người ta sợ thì mình sẽ lúc đấy là mình sẽ lại mất khách dần. Cho nên ấy, doanh số cao chưa chắc đã phải là tốt, doanh số cao chưa chắc đã phải là tốt đấy. Tiếp tục ạ, là chúng ta phải gia tăng giá trị và tạo sự khác biệt, sự hài lòng lớn nhất cho khách hàng, cung cấp các cái trải nghiệm mới lạ. Mới lạ đây là mới lạ so với bối cảnh thôi nhé, ví dụ như ở Tiền Giang của mình là ok, chứ còn chưa chắc những cái thứ đấy đã mới ở so với Hà Nội, so với Hồ Chí Minh, nhưng mà mới lạ tốt hơn đối với thị trường ở Tiền Giang là được rồi. Đấy, vượt xa những cái giá trị kỳ vọng để cái LTV nó sẽ được cao, và khi đấy thì cái doanh số của mình nó sẽ cao và cái lợi nhuận nó sẽ cao, nó giảm bớt cái chi phí cố định đi. Bây giờ là sang vấn đề về Facebook thì một số những cái vấn đề về quảng cáo và làm truyền thông bán hàng ở trên Facebook hiện nay thì anh Hùng cũng cần phải nắm được, dù anh có trực tiếp làm hay là anh không làm nhân viên làm hay là thuê bất kỳ bên nào thì anh cũng phải nắm được những điều này. Thứ nhất là cái tình trạng mà chặn, bóp, hạn chế, giảm tương tác trên các fanpage và Facebook cá nhân rất phổ biến. Cái tình trạng này là như nào? Một cái page của anh 1 triệu like, một cái page 1 triệu like thì chưa, anh đăng một cái bài lên có khi chỉ được có chỉ có độ 100-200 cái like cho cái page đó. Tình trạng chặn của nó rất khủng khiếp. Đấy, tình trạng chặn rất khủng khiếp. Thì câu chuyện ở đây ấy, là mình làm thế nào để mà sống sót được trong cái bối cảnh mà nó chặn tương tác, nó bóp tương tác nhiều đến như vậy. Đấy. Thứ hai là chạy quảng cáo bây giờ rất là đắt. Chạy quảng cáo bây giờ rất là đắt. Giờ làm thế nào để nó rẻ đây? CPM thì cao, CPCM là chi phí cho 1.000 lượt hiển thị, CPC thì cũng rất là cao, đúng không ạ? CPC thì cũng rất là cao. Tiếp tục đấy là CTR thì thấp, tức là cái tỷ lệ nhấp vào quảng cáo thì rất là thấp. Đó. Tiếp tục là vấn đề thứ ba là tài khoản quảng cáo thì rất khan hiếm, rất khan hiếm. Bởi vì tài khoản bị chết, bị vô hiệu hóa rất nhiều. Mà như nói luôn anh Hùng nhé, là mình chạy cái sản phẩm dịch vụ phòng khám phụ khoa này là tỷ lệ chết tài khoản rất cao. Nó liên quan đến cái dịch vụ nhạy cảm. Nên là chạy quảng cáo là dễ bị chết tài khoản lắm. Các phòng khám nam khoa và các phòng khám phụ khoa là đều quảng cáo tới những cái nội dung mà nó có xu hướng nhạy cảm một chút. Đấy, Facebook nó chặn chết hết. Tài khoản quảng cáo thì chết liên tục. Quảng cáo thì đắt đỏ, mà không quảng cáo thì bị chặn, bị bóp. Sống làm sao?
Anh Hùng là chưa bán hàng online nên là chưa cảm nhận được cái việc đấy đúng không? Chắc nó chỉ kết bạn ra thì làm Facebook chắc chỉ là kết bạn rồi trò chuyện một chút chút ngó nghiêng anh em bạn bè đồng nghiệp đúng không? Rồi. Tình trạng bị xóa page, bị hủy đăng, bị vô hiệu hóa fanpage do chính sách rồi thì do bản quyền, do báo cáo khá nhiều. Đặc biệt là fanpage khi lập ra không sử dụng liên tục trong vòng 6 tháng thì fanpage đấy sẽ bị hủy đăng, coi như chưa từng tồn tại. Đó. Hướng sử dụng tài khoản quảng cáo bây giờ là tài khoản quảng cáo BM, tức là Business Manager, tức là tài khoản quảng cáo doanh nghiệp thì sẽ được ưu tiên hơn là tài khoản quảng cáo cá nhân. Vì sao lại như vậy? Bởi vì quảng cáo cá nhân hiện nay chết rất nhiều và Facebook khó kiểm soát, nên Facebook muốn là cái tài khoản doanh nghiệp. Thế thì anh Hùng có doanh nghiệp rồi, anh Hùng có thể lập ra tài khoản doanh nghiệp được. Thì mình sẽ hướng dẫn. Tình trạng vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook chạy bùng, chạy lợn vẫn còn rất phổ biến tại Việt Nam. Đấy, dù đã bị hạn chế rất rất nhiều rồi. Thế thì bây giờ cái chạy bùng, chạy lậu là cái gì? Một cái thuật ngữ mà chắc anh Hùng chưa bao giờ nghe đến. Các nhà quảng cáo ở Việt Nam rất là thông minh, phù hợp với tính cách người Việt đấy, là chạy nhưng không trả tiền. Thì Facebook nó là một cái đơn vị mà nó sẽ làm quảng cáo là chạy quảng cáo trước rồi trả tiền sau. Cho nên nhiều người đã lách cái luật này bằng cách là không trả tiền Facebook. Bằng cách là không trả tiền Facebook. Chính vì như vậy nên là Facebook mới bắt rồi mới chặt rất nhiều với mọi người. Tiếp tục. Đấy. Các cái công cụ mà giúp anh Hùng có thể bán hàng ở